VinFast lắp đặt hơn 40.000 cổng sạc. Tập đoàn Vingroup công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin và kế hoạch hoạt động của nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng thời được tiết lộ. Trong đó hé lộ việc VinFast xây dựng và lắp đặt hơn 40.000 cổng sạc trên khắp cả nước trong năm 2021. Năm nay, VinFast giới thiệu các mẫu xe ô tô điện thông minh ra thị trường toàn cầu, nhận đặt hàng đối với 3 mẫu xe VF5, VF8 và VF9. Đồng thời, VinFast tiếp tục bàn giao mẫu xe VF E34 đến cho khách hàng tại thị trường Việt Nam và chuẩn bị cho việc bàn giao VF8, VF9 cho thị trường toàn cầu từ cuối năm. Các mẫu xe điện mới được kỳ vọng giúp VinFast tiếp tục giữ vững vị thế tại thị trường nội địa, nhanh chóng xây dựng thương hiệu tại các thị trường quốc tế bao gồm Mỹ, Canada và châu Âu. Hiện VinFast có mặt ở 63 tỉnh thành với 110 showroom, xưởng dịch vụ, đại lý ủy quyền ô tô,